Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với DG Apple TV. Dạo này thì nói chung là cái video này đấy thì không dành cho kèo thơm nhiều anh chị em nhá. Ngày hôm nay thì kèo thì gọi là kèo bình thường thôi. Nhưng mà máy hôm nay thì máy cực kỳ chất anh chị em ạ. Đây này, anh em này, XG này. XG đây nó là hàng benzin, màn zin, máy đẹp keng anh chị em nhá, máy chưa động con ốc nào. Vì phải nói là cái hàng XG nó quá đẹp anh em ạ. 051095 này. Cái hàng XG này phải nói là hàng quá đẹp luôn. Đây này, trước mặt các bạn còn iPhone XG quốc tế 128GB. Nó là máy zin app anh chị em nhá. Máy zin app thì lên anh chị em bà con đừng hỏi là ôi con máy này đã sở gì hay chưa. Vì máy này là máy chưa động ốc anh chị em nhá. 128GB này thì giá 5,5 triệu anh chị em nhá. Những hàng chất này thì không bao giờ có giá rẻ anh chị em ạ. Đấy, 128GB 5,5 triệu này. 64GB đây. Đẹp, nó đẹp keng, đẹp 99% chung một vết xước anh chị em nhá. 64GB này thì là 15,2 triệu này. Màu da cam này, đây. Đây nó toàn hàng chất thôi anh chị em ạ. Hôm trước mình hết XG rồi. Và mình lấy có lấy thêm một X nữa. Đấy. Do anh chị em thích mặt hàng XG này quá đây này. Hàng chất luôn đấy. Đây, còn hai con đỏ này thì màu đỏ thì hơi khê một chút anh chị em nhá. Đấy, XG đấy lại phải được ít XG đấy anh chị em ạ. Anh chị em này. Con này còn siêu phẩm đấy này. Riêng con này thì anh chị em miễn chê rồi. Nó là nguyên zin, nguyên bản, nguyên áp. Mình nghĩ để kiếm được những con iPhone XS 051095, để kiếm được những con XS này trên thị trường hiện tại thì cực kỳ khó. Bởi vì sao? Nó là nguyên áp. Anh chị em nghĩ xem những con iPhone XS mà nó sản xuất cách đây thì phải nói là 5 đến 6 năm rồi. Thì làm sao mà còn con nào đẹp mà zin áp được tới này anh em. Mình nghĩ là chắc cái thằng nào nó mua con này về nó cất đi. Đấy, để đến bây giờ nó bán được giá rồi đấy. Đấy. Mà hồi xưa con này nếu mà mới ra con này hồi xưa giá phải tầm 30 triệu nhá. Thì bây giờ để cho bà con 5,2 triệu thôi. iPhone XS quốc tế zin, nguyên bản, nguyên áp, phiên bản 14.4.2. Pin 82 nhá, pin zin nhá. Để cho bà con là 5,2 triệu. Đấy, không cần phải nói độ chất cho con này rồi. Vì hôm trước mình có đi lấy được ít hàng, lấy được ít toàn hàng chất thôi anh em ạ. Đây. 11 thường. Quốc tế 64GB, benzin màn zin full chức năng, 6,500,000 đồng. Hàng chất thì nó vẫn đắt anh chị em nhá. Đây còn màu xanh này, còn màu xanh này, 128GB này. Đấy, 128GB này, 7,200,000 đồng. Nhưng máy màu xanh, màu xanh ngọc thì bao giờ nó đắt hơn các màu khác. Màu đấy nó là màu hot. 8 Plus đây, hôm trước về mời được mấy con 8 Plus này. Hôm trước mình về được 15 con 8 Plus. Đúng, khẳng định về các bạn đúng 15 con 8 Plus. Và sau mấy hôm thì bán còn bao nhiêu? Còn có 3 cây thôi anh em ạ. Còn 3 cây, một trắng, một đen, một gold. 8 Plus quốc tế để cho con là 3,400,000 đồng một cây. Ok chưa anh chị em? Đây, 6S Plus hàng chất đây. Hàng này nó hàng siêu chất rồi. Nha. 6S Plus quốc tế 64GB. Hàng zin nguyên bản. Tay mỗi pin, pin 100%, máy đẹp keng. Hàng này hàng quá chất rồi. Đấy. Đây nó là những máy hàng chất. Nhá anh chị em nhá. Ôi này còn ít dầu màu vàng này. Ôi dồi ôi, đẹp keng luôn này. Quá là chất luôn. Đấy. iPhone 11 thường đây. Con này bao nhiêu ghi này. Con này xem lại bao nhiêu ghi đã. 128GB, 7,200,000 đồng. Để ra đây nhá, màu xanh. 11 thường màu tím. Con này xem bao nhiêu ghi nhá anh chị em nhá. 11 thường quốc tế màu tím, pin 77 nhá, pin zin anh chị em nhá, máy zin, pin zin nhá. Con này thì mình để cho bà con đây, pin zin 128GB để cho bà con là 6,8 triệu nhá. Pin mới thêm 200 nữa, máy màu tím. Đấy. Một thường đỏ. 64GB, chốt rồi. À đây, có một con rẻ đây. Có một con siêu rẻ cho bà con đây. Đây vẫn XG này. Có một con siêu rẻ cho bà con đây. Đâu nhỉ? Vậy mình có con siêu rẻ đâu nhỉ? Đây. 11 thường. Quốc tế 128GB anh chị em ơi. 11 thường quốc tế 128GB bản VNA, màn zin, pin mới, pin 100%. Đây nó là màn zin nhá, báo màn màn zin 128GB full chức năng để cho con là 5,500,000 đồng, máy màu trắng nhá, máy full chức năng nhá. iPhone 11 thường quốc tế 5,500,000 đồng, 128GB nhá anh chị em nhá. Con là mình mua được gì à? Nên mình bánh rẻ, kể cả con 12 Pro Max thì thôi. Con 12 Pro Max này, anh em nhìn quả lưng kinh khủng không? Bởi vì sao? Vừa nãy mình cho cái bán laser kia mình bắn lưng nhá. Con này nó bị
vỡ lưng anh chị em ơi, thì mình bỏ ra mình bắn lưng đấy. 12 Pro Max quốc tế 128GB bắn lưng. Thì con này mình để cho bà con 12 triệu nhá, màn zin nhá, màn zin anh chị em ạ, màn zin không phải màn nô đâu. Bà con nào thích màn gách thì mình nắp màn gách vào bán 10 triệu. Ok, mình thao thay lưng xong mình quảng cáo mình bán nhá. Đấy, 11 Pro còn 3 cây này, 12 thường này. Đấy, 12 thường thì còn 2 cây này. Đấy, nói chung là mình cũng hết rồi, mình còn vài cây này thôi. Thì anh em đợi một đợt mà bùng giá mới thì anh chị em mua sắm nhá. Mình hiện tại thì còn đây thôi. Còn anh chị em nào muốn tham khảo cái dòng XE2020 không nhỉ? Đây XE2020 hàng Zin Up này, pin 81 này. Đấy, hàng Zin rất là đẹp luôn, pin 82 này. Thì bọn này mình để cho bà con giá là 3 triệu một cây anh chị em nhá. iPhone XE2020 anh chị em nhá. Anh chị em một chốt thì inbox cho mình nhá. Cảm ơn tất cả anh chị em, cảm ơn bà con. Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Lại là em đây, em Quân đây. Hôm trước lên mấy cái kiểu cỏ thì trôi nhanh quá mà hôm nay còn toàn đời cao thôi. Thì em muốn lên giao lưu với anh em đây. Xem là hôm nay, đây, con này. iPhone XS Max 64GB full chức năng pin 88 anh em ạ. 88 hình thức này, đây, mình quay cho em hình thức này. Đấy, con này thì mình vừa thu lại được dân rẻ thì hết nói chung mình thức đẹp. Con này spa lưng anh em nhé, mình đã spa lưng rồi. Đấy, mình báo luôn tình trạng cho anh em ấy. Đấy, mình đã spa lưng XS Max 64GB pin cao 88. Đấy, hình thức thì có tương đối anh em ạ. Main zin màn zin nhé anh em nhé, main zin màn zin nhé, zin luôn nhé. Thì con này mình để cho anh em với giá là 6.400.000 đồng anh em nhé, 6.400.000 đồng. Đấy, 6.400.000 đồng. Đấy, kèo này là kèo thơm nhé anh em nhé, 6.400.000 đồng. Đấy, XS Max 64GB này. Đấy, tiếp theo là mình lên cho anh em con 12 thường. Đây, con này đây, đã spa lưng, còn lại là full hết anh em nhé, 128GB. Thì con này mình để cho anh với giá là 8.200.000 anh em nhé, 8.200.000. iPhone 12 128GB full chức năng, đã spa lưng anh em nhé, 8.200.000. Đấy, mình cứ nói sơ quá thôi, còn anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình thì mình sẽ gửi chi tiết cho nhá. 8.200.000 này. Đấy, còn là hai cây màu đen này là 12 thường 64GB, hai cây màu đen này, một con pin 90, một con pin 89. Hai cây này mình video này mình gọi là chia sẻ lên thanh lý cho anh em cái giá là 7.900.000 đồng anh em nhé, 7.900.000 đồng. Đấy, iPhone 12 main zin màn zin quốc tế 64GB pin cao 7.900.000 đồng anh em nhé. Đấy, mình còn hai cây nữa anh em, mình anh em lấy lốt đi để mình lao lên sẵn cầu mới. Đấy, đây iPhone 11. Đây 11 này, chỗ này hơi bị xước này. 64GB pin 100 anh em nhé. Con này mình để cho em giá là 6.500.000 đồng anh em nhé, 6.500.000 đồng. iPhone 11. Đấy, 6.500.000 đồng. Full chức năng anh em nhé, full chức năng. Còn con này thì hàng keng thì 6.700.000 nhé anh em nhé. Pin cũng cao luôn, iPhone 11 keng luôn. Đấy, con này thì 6.700.000 anh em nhé. iPhone 11 6.700.000 này. Đây, XS Max 256 đẹp keng luôn anh em ạ, đẹp keng, main zin màn zin đẹp keng. Đấy, con này trước thì máy của mình dùng mà, con này là 7.500.000 đồng anh em nhé, 7.500.000 đồng. Đây là con đẹp keng này, còn đây mình có con này nữa, con này thì lại đã spa lưng anh em nhé, cũng XS Max 256GB. Đấy, hình thức này. Đấy, con này thì đã spa lưng anh em ạ, con này spa lưng thì để em cái giá là 7.200.000 đồng anh em nhé, đã sờ ba lưng còn đồ là ok hết. Đấy, XS Max main zin màn zin 256GB 7.200.000 đồng. Đấy, mình còn có hai cây thôi anh em ạ, hai cây ghi cao 6S tài khoản ấn 16GB nhưng full chức năng, con này mình bán giá là 700.000 anh em nhé, 700.000. Đấy, ui cây này thì lâu lắm rồi, 11 màn gx vỏ thì gọi là vỏ thị nở anh em ạ, vỏ xấu như ma. Đấy, 5.300.000 anh em nhé, 5.3 này.
qua mấy cái này đi. Đây 11 128GB này, 6,5 triệu này, nhìn nhá. Con này cũng 6,5 triệu này, 128GB này. Mình thấy nghĩ nốt này. Ekin Mark còn này 64GB. Thức thì đây hơi xấu cái đoạn này. 64GB, men zin màn zin. Thay pin anh em ạ. Chỉ thay mỗi pin thôi. 6,300,000 anh em nhá, 6,300,000. Đấy, còn đây kèo này đó. Nếu như mình để trong cái đống máy thì sáng ra thì bị sọc anh em ạ. Cái sọc này thì mình để như này mình bán luôn, cái con này mất fake ID nhá. Men zin màn zin nhá, mất fake ID nhá. Con này để cho giá là 4,500,000 đồng anh em nhé, 4,500,000 đồng. Men zin màn zin, cái màn này trông tự nhiên có vệt ánh sáng này, xé đôi màn hình như này, 4,5 triệu anh em nhé. Đây còn anh em nào mà có nhu cầu ấy mà ủng hộ mình ấy, thì nên liên hệ số điện thoại này của mình nhá. Đây ở đây nhá, anh em liên hệ số điện thoại của mình nhá, để mình tư vấn trực tiếp những kèo này của mình nhá. Anh em vẫn có thể thương lượng thoải mái nhá anh em nhá. Chào tất cả anh em nhá.